Bộ Thương mại Mỹ ngày 5 tháng 7 giờ địa phương đã đưa ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, cho biết nước này phản đối mạnh mẽ tuyên bố một ngày trước đó của Trung Quốc về quyết định hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm, gallium và germanium. Washington đã nhấn mạnh rằng bước đi lần này của Bắc Kinh đã thể hiện tầm quan trọng trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và cho biết sẽ tích cực hợp tác với các nước đồng minh và hữu hảo để đảm bảo tính linh hoạt của chuỗi cung ứng trọng tâm. Gallium và Germanium là hai kim loại thường được sử dụng để sản xuất các thiết bị hiện đại như chip bán dẫn, pin mặt trời, thiết bị di động. Trung Quốc chiếm 80% sản lượng thế giới, có thể xem là sản xuất độc quyền. Hôm 4 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhận định việc chính phủ nước này ban lệnh cấm xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan là phù hợp với luật pháp quốc tế và không nhắm vào quốc gia cụ thể nào. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Ngụy Kiến Quốc cho biết đây chỉ là bước khởi đầu trong biện pháp hạn chế xuất khẩu của nước này. Theo dự kiến, Bắc Kinh sẽ cùng với các doanh nghiệp cung ứng gallium và germanium bắt đầu thảo luận về việc hạn chế xuất khẩu trong tuần này, sau đó sẽ tăng tốc tiến hành quy định trên. Cùng với đó là mở rộng dự trữ khoáng sản chiến lược và tăng cường thăm dò khoáng sản, đẩy mạnh việc xem tài nguyên như một loại vũ khí cuộc chiến xoay quanh nền công nghiệp hiện đại của washington và bắc kinh ngày càng trở nên khốc liệt khi mỹ hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip bán dẫn sang trung quốc kiểm soát nguồn đầu tư từ doanh nghiệp mỹ vào nền công nghiệp hiện đại trung quốc hay sự trả đũa từ bắc kinh là cấm vận công ty chip bán dẫn micron của mỹ và hạn chế xuất khẩu khoáng sản